Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Bắc hôm nay, thứ hai ngày 23 tháng 9 năm 2024, giải nhất miền Bắc 03963, giải nhì 56096, 33975 và bao gồm các giải 3, giải 4, giải 5, giải 6, giải 7 và giải đặc biệt. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải đặc biệt miền Bắc hôm nay 65428. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Bắc lần sau.